Chào tất cả các bác, sau đây là em giới thiệu cho các bác là mẫu dây AV bạc nha các bác. Bạc, tinh thể bạc của hãng Audionaut Hà Lan. Thì được về được là hai bộ ba lăng này và ba bộ AV 1,5 m và hai bộ AV 1,5 m, 1 m, và thêm đó là hai bộ dây Furutech. Thì họ vừa về được 5 bộ, nữa còn hai bộ em cũng fix giá nhị cho các bác để sở hữu nha. Những bộ dây này âm thanh thì tuyệt vời rồi, nên nó được bên em luôn nhập về từ năm này qua năm kia. Năm trước dòng dây này em cũng vẫn về rất là nhiều, năm nay vẫn về, tại vì âm thanh nó hay trong cái phân khúc và tầm tiền bỏ ra. Các bác chơi đèn, chơi tăng noi, chơi bên VK, chơi RB đều rất là tuyệt vời, vì âm thanh nó rất là nổi trội ở phân khúc giá chúng ta bỏ ra. Nhiều nhiều dây mà nó đắt tiền, chưa chắc gì ăn được nó. Đây là dòng dây Audionaut nha các bác. Đây là những bộ 2 m AV. Đây là hai cục lọc nhiễu của hãng nha. Hai vế luôn nha các bác. Đây. Đầu khóa bạc tinh khiết. Chống oxy hóa luôn nha, đầu khóa carbon nha. 1,5 m là giá là 2.400.000. Còn 1 m là 2.1 triệu nha các bác. 1 m là 2.1 triệu, còn 1,5 m là 2.4 triệu, 2.4 triệu đấy. 1,5 m em có 3 bộ nha các bác. Các bác thấy loại bạc này rất là mềm nha, tiếng rất là bay, các bác nghe tiếng rất là mượt. Thì đặc trưng của dòng dây bạc thì tiếng nó là dây cao rất là mượt mà, và dây chép rất là mịn, bạc rất là mềm mại, nghe nhạc vàng hay nhà những nhạc khó tấu, trung âm nó rất là lồng lộng nha các bác. 1 m là 2.1 triệu nha các bác, còn 1,5 m là 2.4 triệu. Còn đây dây ba lăng, là 2.700.000 một bộ nha. Ba lăng là 2.700.000 một bộ. Ba lăng là đầu đực đầu cái để các bác chơi những dòng kém từ CD xuống những cái con âm ly high end nha các bác. Ba lăng thì chỉ có 1 m thôi nha các bác. Đây là hai lọc nhiễu này. Ba lăng chỉ có 1 m, 2.700.000. Và đây hai bộ dây Furutech của Nhật xịn sò. Được em về được 5 bộ dây bãi đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp nha các bác. Cái đầu rack thì là dính dơ thôi chứ nó không có bị trầy xước nha. Đầu rack đặc trưng của rack của Furutech thì nó khóa cực kỳ chặt nha các bác, thấy bạn chặt khừ luôn nha, và chúng ta nhả ra khi kém nha, và kém xong chúng ta bạn vào nha. Bộ này lúc trước về là 2.3 triệu thì em sẽ fix 200.000, còn là 2.1 triệu các bác nào lấy thì sử dụng bộ này. Những bộ này mà các bác và nó vào rơi vào những cái shop mà người ta bán âm dàn hi-fi thì nó bụng lúa nha các bác, không có rỉ đâu. Nhiều bác vào những chỗ đó mua rất là đắt, giá đến cấp 2, cấp 3 luôn. Đào rất khó của nó nha các bác. Dòng Furutech thì nó chống nhiễu một chiều, tiếng hay lắm. 1 m như chỉ có 1 m chứ không có 1,5 m nha các bác. Riêng dòng Furutech chỉ có 1 m thôi, dây còn rất là đẹp. Đây các bác thì thấy mã đó là FAAS22. Chắc là 2.1 triệu nha các bác. Em fix 200.000 rồi, còn hai bộ thì các bác nào lấy liên hệ cho em luôn nha. 2.1 triệu. Còn ba lăng của Audionaut là 2.7 triệu. Còn AV 1,5 m là 2.4 triệu. Còn 1 m là 2.1 triệu. Giá trên đã bao gồm phí ship nha các bác. Những dòng dây này thì các bác xếp về nghi để dành nghi vào những bộ dàn cao cấp thì nghi mãi mãi luôn. Các bác muốn sử dụng dây xịn, dây chất lượng thì các bác cứ theo dõi kênh của em, xem những cái, chỉ cần bấm lên YouTube từ khóa là dây AV thêm chữ Minh Chiến nó sẽ ra nha, sẽ ra rất là nhiều video để các bác lựa chọn nha.